Người quen đấy mà. Dép đông con mới đi à? Cho. Cho mà đi mua một chiếc dép của ông ở đi. Còn muốn mua chiếc dép còn lại ấy, tiền đây. Mui xuống liếm giày đi. Tôi đây mà. Sao đây? Lâu giờ nhìn lại trông rách nát này. Dép đông con mới đi à? Hả? Đứng yên đã. Đứng yên, đứng yên. Để cho tôi xin một kiểu ảnh. Anh làm cái gì đó? Đứng mà chụp. Gì? Xin mới kiểu ảnh rồi kì bò đấy. Này, nói cho mà biết nhá. Được giám đốc công ty Việt Sát chú ý đến ấy là một vinh dự cho cô rồi đấy. Hóa ra anh là giám đốc công ty Việt Sát à? Đúng. Tôi là giám đốc công ty Việt Sát. Đứng đi, đứng đi. Đứng đi đây. Còn mấy chục tiền lẻ. Đây. Đây. Cho. Đi, cho đấy. Cho mà đi mua một chiếc dép của ông ở đi. Còn muốn mua chiếc dép còn lại ấy, tiền đây. Cúi xuống liếm giày đi, thằng này cho. Anh đừng mà quá đáng. Trẻ à? Khinh à? Không lấy à? Được, không lấy thôi. Không lấy thì thằng này xin nhá. Đã nghèo còn sĩ. Đi chân đất như này ấy. Đi đi ra ngoài kia nhấp cái kim tiêm ấy. Xì đàn. Anh cái gì? Cho mà không lấy. Lúc đấy xì đa đừng kêu. Thế nhá. Được được. Là một kiểu ảnh xong chứ nhỉ. Ok. Đi nhá. Hôm nay chị có quà tặng cho em đây. Đây là tất cả các sản phẩm làm đẹp của tập đoàn Kohino, rất nổi tiếng và uy tín. Chị dùng lâu rồi, thấy cũng hiệu quả nên là hôm nay giới thiệu với cả tặng cho em luôn đấy. Đây nha. Đây này. Đây là viên uống đẹp da tảo sâm, được chiết xuất từ các dược liệu quý như là tảo xoắn spirulina, tảo lục chorera, glutamine, tinh chất cần tây kết hợp với sâm tố nữ, collagen giúp làm đẹp da, mờ vết nám, tàn nhang. Ngày em uống 2 viên tảo sâm kết hợp với việc bôi kem chống nắng Riskin Sun Cream trước khi ra ngoài giúp bảo vệ làn da dưới ánh nắng mặt trời này, chống lại tác hại của các tia UV, giúp mình có một làn da trắng sáng này. Đặc biệt là nó còn có tác dụng là dưỡng ẩm và tăng cả độ đàn hồi cho da nữa. Còn đây nữa nhá. Buổi tối trước khi đi ngủ thì em bôi kem dưỡng da ban đêm Night Cream trị nám này, cứ dùng chăm chỉ thì đảm bảo thế nào cũng hiệu quả. Ôi,
Em thấy da chị đẹp quá. Hóa ra là chị dùng toàn những sản phẩm tốt như thế này. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Không có gì đâu. Em cứ thử sử dụng xem. Chị nghĩ chắc chắn là em chăm chỉ dùng thì sẽ xinh lên đấy. Cảm ơn chị. Anh có tin tôi gọi bảo vệ lên không ạ? Ý, sao nóng thế? Thấy cô em xinh đẹp quá, nên anh làm quen tí thôi mà. Này, đêm nay anh đi với anh nhỉ? Anh trả lương nó. Xinh đẹp này mà làm lao công thì phí quá. Nhờ... anh bỏ ra, tôi gọi bảo vệ lên đấy. Anh làm cái gì trong phòng của tôi thế? Cái gì? Phòng của cô á? Đúng thế. Chẳng lẽ cô là... Anh nghĩ đúng rồi đấy. Tôi là chủ tịch của tập đoàn NCT. Quyên à, chuyện trước kia là anh sai, là do hiểu lầm thôi. Em bỏ qua giúp anh nhé. Còn hôm nay anh đến đây để ký cái hợp đồng này, nó rất là quan trọng. Nếu mà anh không ký được, anh bị sa thải mất. Thôi anh Lâm ạ, anh không cần phải nói nữa đâu. Một người vô liêm sỉ như anh ấy không xứng đáng được làm việc với tôi. Mời anh cút. Không, em cứ xem đi. Cút. Hồng Anh. Dạ. Hẳn đã kịp làm gì em chưa? Dạ chưa. Cũng may là chị thấy kịp đấy. Trợ lý của chị bây giờ xinh đẹp quá rồi. Nhớ là phải tự học cách bảo vệ bản thân mình, nhớ chưa? Dạ. Yêu kỳ diệu.